có vấn đề, cá nhân mình có vấn đề, bị tật bệnh, gia đình gặp khó khăn, sự nghiệp gặp phải trắc trở, môi trường chúng ta sinh sống gặp phải khó khăn, phải làm sao đây? Phản tỉnh. Chắc chắn có lỗi lầm, chắc chắn có nghiệp lực bất thiện. Nghiệp lực bất thiện chiêu cảm ra thiên tai. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng sám trừ rồi thì chúng ta sẽ thông đạt vô ngại, thông suốt không ngại. Thông với ai vậy? Trong tu giáo của Tây Phương nói thông với chủ tạo vật. Trong Phật Pháp nói chúng ta thông với tự tánh. Trong nhân gian ngày xưa của Trung Quốc nói thông với lão tổ tông, thông với quỷ thần. Vấn đề được hóa giải. Trong bổn kinh này nói thật sự chỉ có 8 chữ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Vấn đề được giải quyết. Khi tôi giảng kinh, tôi nhớ tôi đã nói qua rất nhiều lần. Các nhà khoa học nói cho chúng ta biết, tổ chức thân người này của chúng ta do tế bào hợp thành. Những tế bào này hàng ngày đều thay cũ đổi mới. Tế bào già tiêu mất, tế bào mới sanh ra. 7 năm là một chu kỳ, hàng ngày đều thay đổi, giống như cơ khí đổi linh kiện vậy. Đã 7 năm đổi một lần, đổi hết toàn bộ, thì sao không đổi cái mới? Vì sao không đổi cái tốt? Có người khi về già rồi, tế bào không còn tốt nữa. Có nghĩa là nó không đổi linh kiện tốt. Nó đổi linh kiện bình thường. Nó đổi linh kiện xấu. Cho nên cơ thể càng ngày càng xấu. Tổng chỉ huy cho việc đổi linh kiện này rốt cuộc là ai vậy? Là ý niệm, tâm niệm của bạn. Bạn xem, con người định 60-70 tuổi, già rồi, hàng ngày đều nhắc đến già, cho nên những tế bào thay đổi đó, tế bào mới hoàn toàn là tế bào già. Tất cả trong đó đều mang theo mầm mống bệnh. Già rồi thì phải sanh bệnh thôi. Đều do ý niệm của bạn đổi lại đó. Bạn nghĩ thử xem, bạn có thể tìm được một người 70-80 tuổi, ngày nào người đó cũng nghĩ mình mới khoảng 18-20 tuổi. Họ có suy nghĩ như vậy không? Không có. Nếu thực sự họ suy nghĩ như vậy, tôi tin rằng những tế bào họ đổi lại đều khoảng 10 tuổi, 20 tuổi thôi. Vì sao vậy? Vì sự sanh diệt của tất cả các tế bào. Đều nằm trong sự chỉ đạo của ý niệm. Nguyên nhân là ở chỗ này. Có người bị lão hóa chậm một chút, có người bị lão hóa nhanh một chút. Nguyên nhân gì vậy? Đều do ý niệm. Ngày xưa tôi ở Đài Loan, có rất nhiều bạn, mọi người
đều có việc làm, bận rộn với công việc, thường quên mất tuổi tác của mình. Công việc rất bận rộn, hàng ngày nghĩ đến công việc. Đến 50 mấy tuổi thì nghỉ hưu, 60 tuổi nghỉ hưu. Nghỉ hưu rồi thì không có việc làm. Vào lúc này nghĩ đến điều gì? Tôi già rồi, xã hội thay cũ đổi mới, thời của mình phải rút lui, để cho lớp trẻ nó lên. Họ nghĩ tới già. 2 năm không gặp, khi chúng tôi gặp lại, tôi thấy mà giật mình, làm như họ già đi 10 mấy 20 tuổi vậy. Nguyên nhân gì vậy? Tâm ý. Cho nên các bạn tôi gặp lại tôi, họ rất ngưỡng mộ tôi. Lúc đầu khi tôi học Phật, họ đều cười tôi, đều không đồng ý. Vì sao một người thông minh như vậy lại hồ đồ, lại mê tín như thế? Đã bị kích chuyện gì, bị sốc chuyện gì, vì sao lại đi vào con đường này? Nhưng mà sau khi nghỉ hưu, họ lại tán thán rằng thầy đi đúng đường rồi. Thấy tôi lão quá không nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Tôi không nghĩ đến già, tôi cũng không nghĩ đến bệnh. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến những điều trong kinh điển vậy. Tôi muốn nói với quý vị rằng, ngày nào tôi cũng nghĩ đến những thứ này. Kinh giáo vĩnh viễn không già, vĩnh viễn không suy, vĩnh viễn không thay đổi. Tôi xin thưa với quý vị, chính là cái lý như vậy đó. Quả nhiên sau khi khế nhập, bây giờ tôi có cảm giác, tôi cảm thấy cơ thể của tôi năm nay so với năm ngoái, năm trước đều rất tốt. Mỗi năm một tốt hơn, động tác không bị suy. Tôi lễ Phật dẫn sát đất, không cần dùng tấm đệm. Không nghĩ đến mà. Nghĩ đến già, nghĩ đến suy, nghĩ đến phải có người hầu hạ, thế thì phiền lắm. Tôi không nghĩ đến những điều này. Có một số cư sĩ bên tôi rất quan tâm đến tôi, nói rằng tôi lớn tuổi rồi, nên tìm một người thị giả. Tôi nói không cần, tôi còn lo cho bản thân mình được. Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ 95 tuổi, mới đồng ý để mọi người tìm 2 người đến lo cho ông ấy. Trước 95 tuổi, tự mình lo cho mình, không suy, có năng lực lo cho chính mình, nói lên rằng cơ thể của bạn không tồi, đâu cần phải người khác lo cho. Lớn tuổi rồi thì thật sự cử động nên cẩn thận một chút, cử động chậm một chút, không để nội xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cẩn thận động tác, ngôn ngữ đều chậm một chút, càng chậm càng tốt. Những tập khí bông bột thật sự đoạn hết. Người trẻ, đặc biệt là xã hội ngày nay, thường có những tâm trạng bồng bột. Tuy trình độ không đều, nhưng đều có, hiện tượng phổ biến. Bản thân chúng ta nghĩ xem,
cũng có những tập khí này, nhất định trong cuộc sống hàng ngày phải lưu ý học điềm đạm. Bạn xem Tăng Quốc Phàn tiên sinh, ông ta đối với con cháu trong nhà, thư nhà, gia quấn của ông ấy rất đáng đọc. Gia giáo của ông ấy từ nhỏ con em đã phải học cách điềm đạm, không được có một chút tập khí bồng bột nào. Đó chính là gia giáo. Ngày nay cách suy nghĩ đều cạn cợt. Không giống như người xưa. Cho nên, bất luận trong cuộc sống hay trong công việc, tất cả mọi môi trường đều đang thay đổi, khiến cho chúng ta cảm nhận rõ ràng sự cảnh tùy tâm chuyển. Đây là lời chân thật, không giả dối. Chương này chúng ta học đến đây là xong. Tiếp tục coi chương kế, chương thứ 6. Tạng giáo sở nhiếp. Thế nào là tạng giáo? Đoạn đầu giải thích cho chúng ta thấy, phàm thể cứu kinh điển, nghi tiên tri thử kinh, thuộc ư hà tạng, thuyết tại hà thời, phán thuộc hà giáo, ư thử liễu tri, tắc hữu trợ ư lý giải toàn kinh. Chúng ta đọc đến đoạn này. Ở đây nói lên chương này rất cần thiết, cần nên nói. Thể là thể hội, cứu là nghiên cứu. Ở trong Phật Pháp gọi là tham cứu. Tham cứu và nghiên cứu có chỗ nào không giống nhau? Người thế gian nói nghiên cứu, ở trong nghiên cứu có tâm ý thức. Cũng có nghĩa là gì? Là có phân biệt chấp trước. Còn tham cứu, tham cứu thì không thể dùng phân biệt chấp trước. Ly, vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là tham. Trong đó xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là nghiên cứu. Cho nên nghiên cứu là pháp thế gian, tham cứu là pháp xuất thế gian. Hoặc giả nghiên cứu là thế pháp, tham cứu là xuất thế pháp. Không giống nhau ở chỗ này. Tham cứu cách nào đây? Bạn xem nhiều, nghe nhiều, bạn không có phân biệt, bạn không có chấp trước, bạn không có ý kiến, bạn không có phê bình. Chúng ta dùng cách nói thông thường gọi là thuần khách quan. Bạn có phân biệt chấp trước, bạn có ý kiến phê bình, là bạn có quan niệm chủ quan ở trong đó. Quan niệm chủ quan là gì? Là kiến thụ kiến và giới thụ kiến trong năm loại kiến hoặc. Bạn xen tạp những thứ này ở trong đó nên gọi là thế gian pháp. Cho nên chúng ta phải học thấy rõ ràng, nghe minh bạch, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không còn phê bình nữa. Không biểu thị ý kiến, không có ý kiến, không có ý kiến, không phê bình, bạn mới có thể thấy rõ chân tướng sự thật. Đó là trí huệ đấy. Nếu như xen tạp phân biệt chấp trước trong đó, thì kiến văn giác tri của bạn, những điều bạn thấy là tri thức, chứ không phải là trí huệ. Tri thức và trí huệ hoàn toàn không giống nhau. Trí huệ rất vi diệu.
Cho nên người thời này cầu trí huệ không dễ dàng đâu, vì ý kiến của họ quá nhiều. Họ thích phê bình, thích phát biểu ý kiến của mình, toàn là tri thức. Người thật sự có trí huệ, người có tu dưỡng, họ thấy mà không mở lời, bạn không thỉnh giáo với họ, họ sẽ không nói đâu. Bạn thỉnh giáo với họ, họ ứng cử thuyết pháp, xem trình độ của bạn là gì, bạn có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Học tập ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không rời cuộc sống đâu. Rời cuộc sống hàng ngày thì học ở đâu chứ? 53 tham của thiện tài đồng tử là gì? Nghĩa là từ sáng thức dậy cho đến tối đi ngủ, tất cả con người và sự vật sự việc mà bạn tiếp xúc trong một ngày chính là 53 tham. Bạn thấy nam nữ già trẻ, các hãng các nghiệp, thiện tài đồng tử thật sự là tham. Bạn đọc cho kỹ 53 tham này, Ngài đã dùng tâm xem, nghe và học, không có ý kiến. Sợ nhất là phê bình. Thiện tài đồng tử chưa bao giờ phê bình. Ngài toàn là tán thán, là cảm ơn. Điều này cần đến học. Tán thán là nhìn thấy được chân lý. Cảm ơn là cảnh giới đưa mình đi lên. Kiết tường dân tỳ kheo là tượng trưng cho Bồ Tát Sơ Trụ. Bồ Tát Phổ Hiện tượng trưng cho sự viên mãn. Một đời từ Sơ Trụ đạt đến cứu cánh viên mãn, 52 giai cấp. Đây là biểu pháp. Pháp ở trong công việc, trong cách đối nhân xử thế, ở trong cuộc sống hàng ngày. 53 tham là sống chứ không phải là chết, là cuộc sống thực tế. Làm thế nào để ứng dụng Hoa Nghiêm trong cuộc sống hàng ngày? Thiện tài đã biểu diễn ra. Ở đây nói bộ kinh này thuộc về tạng nào? Đây là phân loại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói vào khi nào? Phán thuộc về dạy học. Dạy học giống như chương trình dạy học của chúng ta ngày nay vậy, nên đặt nó ở trung học hoặc là đại học. Nên để vào năm thứ mấy? Khi nào thì dạy? Nó là giáo dục. Bạn hiểu rõ như thế, nó giúp cho việc lý giải toàn bộ kinh. Phu nhất đại thánh giáo chi phán phân, chư gia hữu vị, toán yếu ngôn chi diệt, tam tạng nhị tạng ngũ thời nhị giáo, giữ tứ giáo ngũ giáo. Đây là bậc cổ đức chia ra. Tạng có tam tạng, nhị tạng. Nó thuộc về tạng nào? Đã thuyết vào lúc nào? Có vị tổ sư nói là ngũ thời. Điều này mọi người đều chấp nhận. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời giảng kinh thuyết pháp được chia làm 5 giai đoạn. Khi Ngài khai ngộ ở trong định 21 ngày,
21 ngày ở trong định giảng kim Hoa Nghiêm. Người thế gian không biết được. Tiểu thừa A-la-hán cũng không biết được. Cho nên hàng tiểu thừa không chấp nhận sự việc này. Bồ-Tát Đại Thừa thì biết. Người tham dự pháp hội này là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Họ không phải là Pháp Thân Bồ-Tát, nên họ không có năng lực để tham dự pháp hội này. Vì đây là vào trong định của Như Lai để nghe pháp. Đại thừa thì coi đây là một thời, thời thứ nhất. Tiểu thừa thì không tính như vậy. Sau khi Đức Thế Tôn xuất định ở trong vườn Lộc Uyển, dạy năm vị tỳ kheo. Hàng tiểu thừa thì tính từ đây. Đây là thời A Hàm, 12 năm giảng A Hàm, đặt ra nền tảng tu học cơ bản. 12 năm này là nền tảng giáo dục. Dạy bạn làm người, dạy bạn sanh lên cõi trời, dạy bạn siêu việt lục đạo luân hồi. Đến đây là chấm dứt. Sau 12 năm này, Đức Phật giảng phương tặng. Điều này phía sau có đề cập đến. Phán thuộc Hà giáo. Cổ nhân nói có nhị giáo, có tứ giáo, có ngộ giáo. Phàm thích kim giả, tu tiên phản minh, học tập kim giáo, vì đại chúng giảng giải kinh điển, nhất định phải hiểu điều này. Không hiểu những điều này, chính bản thân mình còn chưa hiểu rõ ràng, thì làm sao bạn có thể giảng giải kinh điển một cách rõ ràng được? Ngày xưa học Thiên Thai, Thiên Thai Tử Giáo, Tán Thông Biệt Viên, học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm lấy Hiền Thủ Đại Sư làm tượng trưng. Hoa Nghiêm cũng gọi là Tông Hiền Thủ. Hiền Thủ giảng ngộ giáo, tiểu thị chung đối diện. Những điều này bạn không hiểu rõ ràng thì bạn không thể giảng giải được. Người thời nay học Kim Giáo không giảng những thứ này. Tứ giáo nghĩa, ngũ giáo nghĩa đều không nói đến, đều không lý giải được. Ở vào thời đại ngày nay, chúng ta phải đi theo thời đại. Giảng tứ giáo, giảng ngũ giáo sẽ khiến cho người ta hồ đồ. Người thời nay rất quý trọng thời gian, tranh nhau từng giây từng phút. Bạn giảng những điều này, người ta không thích. Tôi muốn đến để nghe kinh, thầy giảng những thứ này tôi nghe không hiểu, nên họ không đến nữa. Đó là căn tánh không tương đồng. Thời, địa, người đều không giống, bắt buộc chúng ta phải tùy thuận. Nhưng bản thân mình chẳng thể không hiểu. Nếu bạn gặp phải một người thật sự trong nghề, hỏi bạn mà bạn không biết thì tiêu rồi. Lập tức người ta sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác ngay. Cho nên bản thân phải hiểu. Ngày nay giảng kinh, thông thường chúng tôi ở trong giảng đường cũng không giảng về tứ giáo, ngũ giáo. Chúng tôi lấy tứ giáo, ngũ giáo quy nạp lại thành ba đoạn. Thứ nhất là nhân duyên giảng kinh. Vì sao tôi giảng bộ kinh này? Nhân duyên giảng kinh.
Thứ hai là tông chỉ của bộ kinh này. Cũng gọi là tông thủ. Học bộ kinh này điểm quan trọng là chỗ nào Minh Tông luận dụng. Thứ ba là giảng đề kinh. Cho nên đơn giản quá rồi. Một giờ đồng hồ là có thể giảng rõ ràng về ba điều này. Tiết thứ hai là giảng đến kim văn rồi. Bạn xem chúng ta ở đây khá yếu này. Khá yếu chính là quyền nghĩa. Chúng tôi giảng chắc khoảng 6-70 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giảng đến kim văn. Họ nghe kinh, tôi đến để nghe thầy giảng kinh, chứ không nghe thầy nói càn. Thời gian dài như thế mà vẫn chưa thấy được kinh văn, người ta sợ bỏ chạy hết. Cũng may đối diện với chúng tôi ngày nay đều là các đồng tu cũ. Nhất là bộ kinh này, ngày xưa chúng tôi giảng đã qua 10 lần. Đây là lần thứ 11. Lần này chúng tôi không phải giảng kinh, chúng tôi giảng cuốn chú giải của Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ. Ngài dùng thập môn khai khải của Hoa Nghiêm. Thập môn này, môn nào chúng ta cũng học. Học đoạn này và đoạn kết cấu của kinh Hoa Nghiêm giống nhau. Ngài hoàn toàn sử dụng kết cấu của kinh Hoa Nghiêm. Kim Bổn Kinh Tam Tạng Trung thuộc Kim Tạng. Tam tạng là kim tạng, luật tạng, luận tạng. Nó thuộc về kim tạng trong nhị tạng. Nhị tạng là Bồ Tát tạng và Thanh Văn tạng. Nó thuộc về Bồ Tát tạng. Trong ngũ thời, nó thuộc về thời Phương Đẳng. Phương Đẳng là thời thứ ba. Thứ nhất là thời Hoa Nghiêm. Thứ hai là thời A Hàm. Thứ ba là thời Phương Đẳng. Đức Phật ở thời Phương Đẳng giảng bộ kinh này. Nghĩa là Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm 12 năm, Phương Đẳng 8 năm. Cũng có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp là 12 năm về sau. Trước 12 năm, trong đó giảng bộ kinh này thuộc về thời Phương Đẳng. Đây là Đại Thừa, sự khởi đầu của Đại Thừa. Ở trong nhị giáo, nhị giáo là Tiệm giáo và Đủ giáo. Tiệm là từ từ, từng bước, y theo thứ tự mà học tập. Đủ giáo là siêu việt. Kinh này thuộc về Đủ giáo. Tứ giáo là Tông Thiên Thai nói. Ngũ giáo là Tông Hiền Thụ nói. Viên giáo trong tứ giáo, Tạng Thông Biệt Viên. Trong ngũ giáo, Tiểu Thị Chung Đủ Viên. Tứ giáo, ngũ giáo đều thuộc về viên giáo. Cho nên là viên giáo Đại Thừa. Ở đây đề cập đến cương mục một chút trước, sau đó giảng kỹ thế nào gọi là tam tạng. Chúng ta coi đoạn dưới đây. Giáp tam tạng. Tạng giả Đại Thừa Nghĩa Chương Dân, bao hàm ứng tích danh tạng. Ở đây giải thích ý nghĩa của chữ này. Bao là bao gồm, hàm dung, ẩn tạng, kiết tích. Có những ý nghĩa này ở trong đó thì gọi là tạng. Tạng được chia làm ba loại.
một là Kim Tạng, tiếng Phạn là Tu Đa La, ở đây dịch là Kế Kinh. Kinh ở đây thêm vào một chữ khí, bắt buộc phải có đầy đủ hai điều kiện. Trên khế với lý mà chư Phật đã nói, dưới khế với căn cơ chúng sanh được độ. Nghĩa là bên trên lý mà chư Phật đã nói là tánh, chính là tự tánh, chắc chắn nó tương ưng với tánh đức, gọi là khế lý. Người thời nay nói là chân lý, trong đây nói là chân lý. Chân lý siêu việt thời gian và không gian, chân lý là vĩnh hằng bất biến. Ngoài ra nhất định phải thích hợp với đại chúng xã hội ngày nay, có năng lực học tập. Nếu như không có năng lực học tập thì bộ kinh này không gọi là khế cơ. Cho nên trong Kim Tạng có rất nhiều loại kinh, có sâu, có cạn, có kinh thích hợp với trình độ cao, có kinh thích hợp với bậc sơ học. Nhưng bộ kinh này tất cả đều thích hợp hết. Người học lâu, bậc lão tu được, rất thích hợp với họ. Hàng sơ học cũng được. Trước đây có nói ba loại căn tánh thượng trung hạ đều thích hợp hết. Thứ hai là luật tạng. Luật tạng tiếng Phạn là tỳ nại gia, ở đây gọi là điều phục. Luật tạng là giới luật. Điều quan trọng của giới luật chính là quy luật, nhất định cần nên học tập. Những quy luật này đều tương ưng với tự tánh. Có thể điều phục được tập khí phiền não của chúng ta. Khiến cho tập khí phiền não điều phục được, thì bạn mới có thể tiếp nhận được lời dạy của Thánh Hiền. Sau khi học tập lời dạy của Thánh Hiền, bạn giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ thì tập khí phiền não của bạn được hóa giải. Cho nên giới luật là công phu sơ bộ, sau đó có định, có huệ. Định huệ có thể hóa giải tập khí phiền não của bạn, hóa giải thành trí huệ. Mê thì trí huệ biến thành phiền não, ngộ thì phiền não biến thành trí huệ. Thứ ba là luận tạng. Luận là thảo luận, tiếng Phạn là A Tỳ Đạt Ma, ở đây gọi là đối trị. Điều này rất giống nghiên cứu thảo luận mà người thời nay nói. Nghiên cứu thảo luận là trí huệ, cho nên luận tạng là trí huệ. Đối trị điều gì? Đối trị sanh tử, đối trị phiền não, đối trị nhiễm ô, phục hồi lại thanh tịnh bình đẳng giác. Bổn kinh trong Tam Tạng Kinh Luật Luận thuộc về Kim Tạng. Ở đây quý vị nên biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế giảng kinh thuyết pháp không phân biệt tỉ mỉ như vậy đâu. Đó là do sau này chư vị tổ sư phân ra thôi. Chúng ta quan sát thật kỹ thì bạn sẽ hiểu được, trong mỗi bộ kinh đều có kinh luật luận.
Bạn xem trong bộ kinh này, những điều trong phẩm thứ 8 dạy chúng ta: thiện hộ khẩu nghiệp, bất kỳ tha quá, thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Đó là giới luật đấy. Vậy như thế có rất nhiều. Cho nên trong mỗi bộ kinh đều có kinh, đều có luật, đều có luận. Những điều Đức Thế Tôn và đệ tử thảo luận đều có. Rốt cuộc phải phân cách nào đây? Coi phân lượng nhiều ít. Xem bộ kinh đó giảng về cái gì nhiều nhất. Kinh giảng về định học, luật giảng về giới học, luận giảng về huệ học, giảng về giới định huệ. Dùng cái đó để phân. Bộ kinh này giảng về định nhiều. Định là niệm Phật tam muội, giảng về điều này nhiều. Cho nên quy về kinh tạng. Nếu như giảng nhiều về phương diện giới luật thì quy về luật tạng. Thảo luận giảng về huệ nhiều thì quy về luận tạng. Kinh luật luận được phân ra như vậy, không có cách nào nghiêm khắc phân ra. Bởi vì mỗi lần Đức Phật giảng, Ngài đều nói đến. Đoạn dưới đây nói về nhị tạng. Nhị tạng trí độ luận, cũng gọi là đại trí độ luận, nói rằng tuy cụ cầu nhất giải thoát môn, nhi hữu tự lợi, lợi nhân chi dị, cố hữu đại tiểu chúng sai biệt, di thị nhị chủng nhân cố Phật khẩu sở thuyết, dĩ văn tự ngữ ngôn phân di nhị chủng, tức thanh văn tạng dữ Bồ Tát tạng giả, thánh giáo tuy chúng bất xuất thử nhị. Đây là đại phân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế giảng kinh thuyết pháp. Đại phân thì có hai bộ phận, một là tiểu thừa, một là đại thừa. Tiểu thừa là thanh văn tạng, giống như bậc tiểu học. Đại thừa là Bồ Tát tạng, giống như bậc đại học. Thời xưa hình như không nghe nói đến trung học. Ở Trung Quốc chúng ta cũng vậy. Đại học ở Trung Quốc gọi là thái học. Tiểu học, thái học. Đại khái trước 12 tuổi đều gọi là tiểu học, đặt nền tảng. Ở trong đây, vì con người khi tuổi còn nhỏ trí nhớ rất mạnh, ít vọng niệm, tiếp xúc với xã hội bên ngoài không nhiều, giữ được sự trong trắng, trí nhớ tốt nhất. Một đời những thứ cần nhớ ở trong giai đoạn này đã thuộc hết toàn bộ, đều thuộc rất kỹ. Cho nên khi vào trong thái học, thông thường rất ít sử dụng bổn kinh. Vì sao vậy? Vì thầy giáo thuộc rồi, học sinh cũng thuộc rồi, nhắc tới bộ sách nào thì mọi người đều biết cả. Nếu như bạn không biết thì bạn không thể vào nghe giảng được. Chỉ khi nào bạn học qua, bạn học rất thuộc thì vào trong đó bạn mới thật sự học được. Cho nên mọi người học rất vui, học rất hoan hỷ. Học sinh có thể đưa ra vấn đề thưa hỏi thầy giáo, thảo luận cùng các bạn. Những thứ cần học thuộc thì trước 12 tuổi đều phải học thuộc hết. Sau này cầu học, cho nên thầy giáo đi dạy không mang theo sách, cũng không mang theo sách tham khảo. Mang theo cái gì đây? Mang theo rượu thịt. Học sinh chọn người gan dạ, thầy giáo dẫn học sinh đi du lịch, đi chơi. Những môn chơi đó đều là dạy học.
Bởi vì giảng đến câu chuyện trong lịch sử thì phải đi đến tận nơi đó để bạn coi. Bạn coi hiện trường quá khứ đã xảy ra những chuyện gì cho bạn có ấn tượng sâu sắc. Đi du lịch mấy tháng trở về, môn học đã dạy xong. Cho nên học thật sự là vui, đâu giống như ngày nay học. Học thật đáng thương, học thật vất vả. Dưới đây trong dấu ngoặc đơn: duyên giác nhiếp quy thanh văn, cố chỉ nhị tạng, tịnh cảnh sớ dân, long thọ dân. Bồ Tát Long Thọ nói, sau khi Đức Phật diệt độ, ngài Ca Diếp và A Nan ở thành Dương Xá. Kiết tập pháp tạng là thanh văn tạng. Ở đây nói nguồn gốc của thanh văn tạng chính là kinh A Hàm trong Đại Tạng Kinh của chúng ta ngày nay. Văn thù A Nan Ư Thiết Di Sơn, tập Ma Ha Diễn Di Bồ Tát Tạng. Kiết tập kinh tạng, ngài A Nan đảm nhiệm việc giảng lại, còn có một vị chủ trì. Vị chủ trì cho thanh văn tạng là Maha Ca Diếp. Vị chủ trì cho Bồ Tát tạng là Bồ Tát Văn Thù. Họ là những vị chủ trì. Người giảng lại đều là ngài A Nan. Ngài A Nan giảng lại một lần tất cả kinh điển khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đã nói, ghi chép lại lưu truyền đến đời sau. Đó là kinh điển. Nguồn gốc của kinh điển là như vậy. Do đó, trong đạo Phật mấy ngàn năm nay bồi dưỡng pháp sư giảng kinh đều sử dụng phương pháp này. Phương pháp này ở Trung Quốc đã dùng 2000 năm, gọi là phục tiểu tọa. Ngày xưa ở tự viện, mỗi ngày giảng kinh thật sự là nền giáo dục mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại. Giáo dục của Đức Phật, sự dạy học của Phật Bồ Tát, hàng ngày giảng kinh. Những học sinh phát tâm học giảng kinh ngồi ở hàng thứ nhất, ngồi gần thầy giáo nhất, hàng thứ nhất. Vì sao vậy? Vì họ phải giảng lại. Thầy giáo giảng buổi sáng, có thể buổi chiều sẽ đến lượt họ phải giảng, giảng lại một lần những gì thầy giáo đã giảng. Đó là thời xưa. Những người bình thường nghe kinh cũng đến chùa để tìm cái kinh đường, nghĩa là chuyên môn nghe kinh. Trong chùa có khách đường để tiếp đón họ, còn có phòng ốc để họ nghỉ ngơi. Họ đến đó để nghe kinh. Thời gian là một bộ kinh. Giảng xong một bộ kinh thì họ sẽ đi. Họ đến để nghe một bộ kinh. Vào thời đó chùa tốt, bởi vì kinh tế của chùa có sự thu nhập cố định, không nương vào Phật tử. Những người đến nghe kinh đa số là tú tài nghèo. Họ đến chùa ở 1-2 tháng, tùy tâm cúng dường một chút. Năng lực của họ có hạn. Họ đến đây ở 2-3 tháng, chùa cho họ ăn ở. Hàng ngày họ học tập kinh giáo. Đại khái người xuất gia cũng phải giảng lại. Khi giảng lại, đôi khi thầy giáo nghe, đôi khi thầy giáo không nghe, nhưng mà thầy giáo sẽ nghe vài lần. Các bạn học có người tư thâm như các anh chị học trước vậy, làm trợ giảng cho thầy giáo. Vào thời đó chưa có danh từ trợ giảng, trên thực tế là trợ giảng, giúp cho các bạn giải quyết vấn đề, thật sự học tập.
Thầy giáo giảng xong một bộ kinh, các vị học giảng kinh cũng đã giảng lại xong. Họ ra ngoài giảng có niềm tin. Đời đời như thế, đến đời chúng tôi đây vẫn còn học phương pháp cũ này. Thầy Lý mở một lớp học ở Đài Trung, lớp học kinh, chính là lớp dạy giảng kinh. Thầy ấy dạy mấy người? Dạy hai người. Hai người này ngồi trước mặt thầy, lại còn hơn 20 học sinh khác ngồi dây xung quanh nghe dự thính. Dự thính cũng phải học nghiêm chỉnh, cũng phải ghi chép vào tập, bởi vì khi đó không có máy thu âm, đương nhiên cũng không có máy thu hình, không có những thiết bị này. Chắc khoảng hơn 50 năm về trước, 60 năm rồi. Ghi chép lại cho ai đây? Cho bạn giảng kinh, giúp cho họ. Bởi vì thầy giáo giảng kinh, người này không có cách nào nhớ được hết. Các bạn ghi rồi, người này về nhà soạn ra, viết thành giáo trình, hoàn toàn là của thầy giáo, không được sử dụng ý của mình trong đó. Bạn giảng lại thì mang giáo trình này đi giảng. Giảng cho ai nghe đây? Giảng cho các bạn nghe, cho thầy giáo nghe, thầy giáo và các bạn cùng nghe. Tiết thứ hai không phải là thầy giáo giảng, mà là người học giảng kinh đây giảng lại. Sau khi giảng xong, các bạn học phê bình để giúp cho người này tiến bộ. Thầy giáo hướng dẫn, người học giảng kinh đây soạn lại bài giảng một lần nữa. Sau khi soạn lại xong, tiếp tục lên bục giảng, công khai giảng với mọi người. Hai người lên pháp tòa ở Đài Loan, một người giảng tiếng phổ thông, một người giảng tiếng đại, giống như là phiên dịch vậy. Kỳ thật là sử dụng bài giảng giống nhau. Bồi dưỡng học sinh như thế đấy. Lớp học này của thầy Lý mở được 2 năm. Thành tựu được hơn 20 học sinh. Tôi học ở lớp này 1 năm 3 tháng. Tôi dự thính ngồi ở hàng cuối cùng, bởi vì tôi là học sinh cuối cùng đến lớp. Sự sắp đặt chỗ ngồi của họ là y theo thứ tự trước sau. Tôi đến sau cùng, cho nên chỗ ngồi của tôi ở chỗ cuối cùng. Khi tôi còn trẻ, có 2 điều kiện tốt. Một là trí nhớ rất tốt. Tôi nghe diễn giảng 1 tiếng đồng hồ. Nếu kêu tôi giảng lại ngay, thì ít nhất tôi cũng có thể giảng đến 55 phút. Tôi có tài này. Trí nhớ tốt. Trí nhớ có thể duy trì được 1 tuần lễ. Tôi có năng lực này. Thứ hai là tôi có năng lực lý giải rất tốt. Tôi hiểu được ý nghĩa của nó, cho nên trình độ học tập của tôi rất nhanh. Các bạn khác họ nghe không hiểu, ngồi trước thầy giáo tôi hiểu hết. Thầy giáo giảng 1 lần tuyệt đối không giảng lần thứ hai. Nếu bạn hỏi thầy, thầy la cho bạn 1 bài, đôi khi còn đánh bạn nữa. Đánh rồi nhưng cũng không nói cho bạn biết, không giảng lại đâu. Thầy nói nếu như tôi la anh, đánh anh rồi lại giảng cho anh biết, thì bạn vẫn còn tâm lý may mắn, không sao hết. Cùng lắm bị la 1 trận, bị đánh 1 trận, nhưng thầy vẫn giảng cho mình biết. Đánh rồi, la rồi mà không giảng, bạn sẽ chẳng có cách nào. Ở đây dạy bạn điều gì? Dạy bạn khi nghe giảng phải tập trung tinh thần lại mà nghe. Bạn không thể có 1 vọng niệm. Bạn bị sót 1 câu, bị sót 1 đoạn thì tuyệt đối không thể giảng lại được. Đây là đề khó đấy. Các bạn ấy không làm được, họ đến hỏi tôi giảng cho họ. Cho nên tôi đã giúp đỡ rất nhiều đối với các bạn học giảng kinh. Tôi
Tôi nghe được 13 bộ kinh, đại khai hơn một tháng, gần 2 tháng. Người này học bộ kinh này xong rồi thì họ dự thính, tiếp tục hai người khác, luân phiên như thế. Chúng tôi đã học như vậy. Cho nên những gì tôi nghe qua đều có thể giảng lại được. Tôi có ưu điểm như thế. Vì vậy học rất nhanh. Một năm ba tháng thì tôi đi xuất gia. Sau khi xuất gia, tôi dạy ở Phật học viện, bắt đầu ra ngoài giảng kinh. Tôi học 13 bộ kinh này, rất hữu dụng, rất được hoan nghênh. Dạy ở Phật học viện được hơn một năm, chưa đến hàng năm, tôi cảm thấy không được. Nên căn bản của tôi không dày. Tôi học toàn là tiểu bộ kinh. Học được bộ lớn nhất là Kinh Kim Cang, gia phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Lớn hơn một chút, căn bản không dày thì không được. Tôi trở lại Đài Trung học với thầy giáo một bộ kinh lớn. Khi đó tôi chuẩn bị là Kinh Pháp Hoa, chú giải Kinh Pháp Hoa. Tôi đã tìm được mười mấy loại, đều là cổ chú, mang đến Đài Trung. Hy vọng thầy giáo sẽ dạy tôi bộ kinh này. Đúng dịp đó, thầy giáo bắt đầu khai giảng Kinh Lăng Nghiêm. Thầy nói với tôi, phân lượng của Lăng Nghiêm và Pháp Hoa gần giống nhau. Nghĩa lý trong Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Pháp Hoa cũng rất gần, đều có thể nói là pháp môn viên đốn đại thừa. Thầy nói nếu chú học Lăng Nghiêm thì tôi tiện hơn, nếu chú học Pháp Hoa thì tôi không có thì giờ để dạy chú. Tôi đã chấp nhận đổi thành học Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm mỗi tuần thầy ấy giảng 3 buổi tối. Tối thứ năm tôi mới giảng lại. 3 năm thầy ấy giảng xong bộ kinh này, tôi cũng giảng lại hết bộ kinh đó. Thính chúng của tôi có 6 người, 6 người đều là giảng kinh, đều học giảng kinh. Hơn nữa họ giảng cũng rất hay. Mỗi ngày sau khi tôi giảng lại Kinh Lăng Nghiêm thì 6 bạn học này chỉ ra khuyết điểm cho tôi, giúp cho tôi sửa đổi. Cho nên năm 1977, pháp sư người Hồng Kông mời tôi đến Hồng Kông giảng Kinh Lăng Nghiêm. Tôi đã đồng ý ngay. Tôi đã giảng qua một lần rồi mà. Quy cách học giảng kinh chẳng thể không biết. Sự tương truyền của Trung Quốc đời này sang đời khác, phương pháp bồi dưỡng pháp sư giảng kinh quá hay. Trường học ngày nay không thể đem so sánh được. Họ được chọn ra từ trong thính chúng, thật sự có năng lực này, hội đủ 2 điều kiện, một là trí nhớ, 2 là sự hiểu biết. Nếu bạn nghe 1 tiếng đồng hồ, bạn giảng không được 40 phút thì không đạt tiêu chuẩn, thì bạn không thể tham dự lớp học này. Ít nhất là phải giảng được 40 phút mới tạm gọi là được. Cách học của chúng tôi thời đó bình thường rất hiếm có, gần như 100% là có thể giảng được. Dưới đây nói Địa Trì Diệt Dân. Địa Trì là một bộ kinh. Phật vị Thanh Văn Bồ Tát hành xuất khổ đạo. Hành là tu hành, khổ đạo là nói về lục đạo luân hồi. Hàng A-la-hán và Bồ Tát làm thế nào để siêu diệt lục đạo luân hồi? Nói những đạo lý, những phương pháp này cho họ.
thuyết Tu Đà La. Tu Đà La là kinh. Ký tập kim giả, tập di nhị tạng. Sau khi Đức Phật diệt độ, các vị đệ tử Thanh Văn và Bồ Tát hy vọng đem lời dạy của Đức Phật viết thành văn tự lưu truyền đến đời sau, giúp cho hàng hậu học đời sau. Cho nên phát khởi kiết tập, nghĩa là sắp xếp lại những tài liệu dạy học của Đức Thế Tôn. Ngày xưa Đức Phật dạy học không có bài giảng, cũng không có văn tự, nên nhất định phải nương vào việc giảng lại. Tập thành nhị tạng. Nói về việc tu hành của hàng Thanh Văn là Thanh Văn tạng. Nói đến việc tu hành của hàng Bồ Tát là Bồ Tát tạng. Đây là nguồn gốc của kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa, Kim Bổn Kinh Trung Quảng Diễn Đại Thừa, Tương Trần Tín Nguyện Giảng Sanh Thu Thắng Nhân Quả, Tịnh Phật Quốc Độ Y Chánh Trang Nghiêm, Di Đà Vô Biên Nguyện Hải Phổ Độ Chúng Sanh Chi Đạo, đều ở trong bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này là Bồ Tát Tạng Sở Nhiếp. Nhiếp là thù nhiếp, Bồ Tát Tạng thâu. Ngày nay chúng ta quen dùng từ thâu kinh. Nhiếp có nghĩa là thâu nhiếp. Đoạn dưới đây nói về thời gian, ngũ thời. Thiên Thai Đại Sư chính là Trí Giả Đại Sư. Y theo kinh Niết Bàn, phân một đời Đức Thế Tôn thuyết pháp làm năm thời, nghĩa là phân làm năm thời kỳ. Thứ nhất, Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm đầu tiên trong 21 ngày, gọi là thời Hoa Nghiêm. Vừa rồi tôi có nói với quý vị, hàng Tiểu Thừa không chấp nhận. Thứ hai là 12 năm ở giường Lộc Uyển Đẳng. Đẳng là đẳng xứ. 12 năm không phải chỉ ở trong giường Lộc Uyển. Thời gian đầu ở giường Lộc Uyển độ 5 tỳ kheo. Nói tứ A Hàm của Tiểu Thừa, gọi là thời A Hàm. Ở trong Tiểu Thừa nói về đạo lý làm người, cũng có nghĩa là luân lý đạo đức nhân quả mà chúng ta giảng thời này. Giảng về con người, vì sao phải ở trong lục đạo luân hồi? Những lý sự nhân quả này đều giảng rất thấu triệt. Làm thế nào để thoát ly lục đạo luân hồi? Giảng về nghiệp nhân quả báo trong lục đạo luân hồi. Dạy con người làm thế nào để không mất nhân thân, làm thế nào để sanh về trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, làm thế nào để siêu diệt lục đạo luân hồi. Những điển tích giảng dạy này đều được gọi là thời A Hàm. Kinh Tiểu Thừa thời A Hàm. Thứ ba, trong 8 năm sau đó, nói kinh Duy Ma, kinh Đại Tập, kinh Lăng Nghiêm, vân vân, Tịnh Độ Ngũ Kinh đều được nói vào thời điểm này. Đàn Thiên Xích Tiểu, ý nghĩa chữ đàn và xích giống như nhau. Tháng Đại Bảo Viên, lúc này Đức Phật khuyến khích đại chúng nên bỏ Tiểu Thừa, phát tâm hướng thượng. Tiểu Thừa chỉ chứng quả A-la-hán, chỉ thoát ly lục đạo luân hồi, không ra khỏi thập pháp giới. Nói cho đại chúng biết, ngoài luân hồi ra vẫn còn bốn pháp giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Lục đạo là nhiễm ô, tứ pháp giới là thanh tịnh. Hy vọng mọi người phát tâm tiến lên một bước, nâng cao cảnh giới của mình. Cho nên đã nói những kinh điển như vậy. Quảng thuyết tạng thông biệt viên tứ giáo.
Quảng là phương, thường đi đôi với nhau, phương quảng. Quân là quân đẳng, bị chúng từ, cho nên có tên là thời phương đẳng. Thứ tư, sau đó 22 năm, nói kinh Đại Bát Nhã, nên tên là thời Bát Nhã. 22 năm chúng ta mới biết được Bát Nhã là trung tâm của Phật Pháp. 12 năm thời A Hàm là nền tảng giáo dục. Phương đẳng là thời kỳ dự bị, nghĩa là từ tiểu thừa tiến đến đại thừa, là thời kỳ trải nghiệm. Cũng có nghĩa là nồng cốt khoa dự bị, lớp dự bị. Thứ năm, cuối cùng 8 năm nói kinh Pháp Hòa. Kinh Niết Bàn là di giáo, là di chú, nói trong một ngày một đêm, đều tính vào thời thứ năm. Cho nên năm thời kỳ, cửu giới tam thừa, cửu giới là chính pháp giới. Tức mông thọ ký, vô luận đại tiểu, giai linh tác Phật, thử thời minh diệt Pháp Hoa Niết Bàn thời. Kinh Pháp Hoa là kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói sau cùng. Nói gì vậy? Cửu giới tam thừa đều nói đến trong kinh Pháp Hoa. Bất luận là đại thừa, tiểu thừa, mục tiêu cuối cùng đều là làm Phật, đều là thành Phật. Như kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hữu thử kinh mông thế tôn đa thử tuyên thuyết, cổ bất ưng hạng ư nhất thời giả. Bộ kinh này rốt cuộc vào thời nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hầu như trong thời phương đẳng có nói đến, thời Bát Nhã cũng có nói đến. Cho nên không thể đặt nó vào bất cứ thời kỳ nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường giảng bộ kinh này. Nói cách khác, tầm quan trọng của bộ kinh này có thể suy nghĩ mà biết được. Vì sao Đức Phật phải giảng bộ kinh này? Là hy vọng tất cả chúng sanh trong một đời này đều có thể viên mãn thành Phật. Bộ kinh này là con đường thành Phật. Cùng Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, hai loại này để vào phía sau ba kinh, chính là hiện tại chúng ta đều biết rõ là Tịnh Độ năm kinh, lại thêm vào giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Đây là Bồ Tát Thiên Thân báo cáo tâm đắc tu học Tịnh Độ. Không luận là lý luận, phương pháp, cảnh giới, đều rất đáng được chúng ta làm tham khảo. Đây là toàn bộ kinh điển Tịnh Tông hiện tại, năm kinh một luận. Nguyện Pháp Tạng Tỳ Kheo không thể nghĩ bàn. Quốc độ là thế giới Cực Lạc, do hiện tại chúng ta là Thôn Di Đà. Chúng ta phải đem khái niệm của Thôn Di Đà hoàng dương đến toàn thế giới. Từ Thôn Di Đà tiếp dẫn thông giảng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quốc độ, giáo thọ, danh tự, giai văn thập phương, đây là nguyện vọng của Pháp Tạng, nguyện phổ danh. Ở trong Phán Khoa nói rất rõ ràng, chánh báo diệu, y báo diệu, danh hiệu diệu. Ý nghĩa của diệu rất sâu, chân thật là diệu đến không thể nghĩ bàn.
nếu như không thể thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú, không thể nào biết được ba chỗ diệu này. Ba thân của A-di-đà Phật, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, không chỉ là giai danh thập phương, thực tế là biến chiếu mười phương, không nơi nào, chỗ nào không có. Đây là chánh báo diệu. Sở cư quốc độ là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc, cái thế giới này liền nhiếp thọ mười phương ba đời, tất cả thế giới chư Phật. Đây là Thế Tôn ở ngay trong Phật Pháp vì chúng ta giới thiệu mười phương cõi nước chư Phật. Không thể thấy được. Chỉ riêng có Di Đà tịnh độ thù thắng. Mười phương thế giới, tất cả chúng sanh dựa vào cái gì để giảng sanh thế giới cực lạc? Chỉ nhờ vào câu Phật hiệu này. Đại Đức xưa vì chúng ta giảng dạy trong 48 nguyện, nguyện nào là thù thắng nhất? Cổ đức đều khẳng định nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là nói cái gì? Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Khi lâm chung, một niệm, mười niệm đều được giảng sanh. Do đó, ở Nhật Bản có bổn nguyện niệm Phật. Ý nghĩa không sai. Có thể giảng sanh hay không? Tôi thấy chưa chắc. Do nguyên nhân gì? Họ không hề tương ưng với bổn nguyện của Phật A-di-đà. Mà là tâm lý thế nào vậy? May mắn đầu cơ thủ đoạn. Các vị đều rất muốn dùng công tu hành. Họ không cần tu hành, họ là bổn nguyện niệm Phật. Cũng không cần phải ăn chay, cũng không cần trì giới. Cái gì cũng không cần. Chỉ cần nắm lấy cái nguyện này, tương lai liền được giảng sanh. Tạo thành hiểu lầm rất lớn. Lâm chung, một niệm, mười niệm là loại người nào vậy? Ngay trong một đời đều không gặp được pháp môn tịnh độ. Khi lâm chung mới nghe được thiện tri thức khuyên dạy, họ bỗng chốc liền tỉnh ngộ ra. Vậy mới được. Loại người đó chân thật gọi quay đầu là bờ. Cho dù cả đời tạo tác ác nghiệp vào thời xưa, Trương Thiện Hòa là một thí dụ rất tốt. Vào thời nhà Đường, chúng ta phải nên biết ông là một đồ tể giết bò để sống. Đến khi lâm chung, xem thấy rất nhiều người đầu bò đến để đòi mạng anh ấy. Vào lúc này, rất may thần trí anh rõ ràng, anh không mê hoặc. Anh ấy liền kêu lên cứu mạng. Gặp được duyên tốt. Ngay khi kêu cứu mạng, liền có một người xuất gia đi ngang qua, từ nơi cửa của ông nghe được bên trong kêu cứu mạng. Người xuất gia này vào bên trong xem thử đã xảy ra việc gì. Trương Thiên Hòa nói với ông, có rất nhiều người đầu bò đến đòi mạng ông. Người xuất gia này đốt một bó hương đưa cho ông, bảo ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông liền làm theo. Niệm được mấy danh hiệu, ông nói không thấy người đầu bò nữa, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông, liền đi giảng sanh. Người này nhiều đời nhiều kiếp thiện căn phước đức nhân duyên, ngay trong một sát na chín mùi, vậy mới có khả năng. Bạn tự nghĩ xem, khi bạn lâm chung có thể gặp được cơ hội này hay không?
Nếu như không gặp được thì bạn vẫn phải đọa ba đường. Cho nên các vị đồng tu phải nên biết bổ nguyện niệm Phật, cái lý luận này có thể nói được thông, trên thực tế quá khó. Đó là giữ lấy tâm lý may mắn. Nhân không chánh thì quả không tròn đầy. Nếu như là một phương pháp tu học rất tốt, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc 2000 năm, Tổ sư Đại Đức nhiều đời sớm đã dạy cho chúng ta rồi. Làm sao có thể đợi đến sau khi Phật Pháp truyền đến Nhật Bản, người Nhật Bản phát hiện lại truyền ngược trở lại? Làm gì có cái đạo lý này? Cho nên chúng ta phải tường tận, nhất định phải trung thực niệm Phật, đặc biệt ở vào thời đại này. Cái thời đại này khổ nạn quá nhiều, là một thời đại khác thường, cũng là một thời đại rất không bình thường. Tất cả chúng sanh tâm lý không bình thường, đời sống không bình thường, hành vi không bình thường. Chúng ta phải dùng một pháp môn như thế nào mới có thể độ được? Cư sĩ Hà Liên Cư thị hiện ở nhân gian chính là bởi vì sự việc này mà đến, cho chúng ta một bổn hội tập kinh Vô Lượng Thọ tốt nhất. Cần phải y theo bổn kinh sách này, phải thâm giải nghĩa thú, phải y giáo phụng hành. Chúng ta ngay một đời này mới có thể được độ. Chủ này ổn định hơn nhiều so với bổ nguyện niệm Phật, đáng tin hơn nhiều. Các đồng tu cần phải ghi nhớ, vạn nhất không nên ham thích tiện lợi. Không có thứ nào có thể tiện lợi hơn. Nếu như một loại tâm lý may mắn, đầu cơ thủ xảo, cái loại tâm này chính là vọng tâm. Làm sao có thể được sanh tịnh độ? Bạn thử tưởng tượng xem. Trong kinh Vạn Sanh, Phật nói với chúng ta, phàm hễ là người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là những người chư thiện thượng nhân. Chúng ta không chịu tu thiện vẫn còn muốn tạo ác, đến khi lâm chung nắm lấy một câu Phật hiệu này vẫn có thể vãng sanh, làm gì có việc dễ dàng đến như vậy. Tịnh Tông tuy là nói đới nghiệp vãng sanh, Tổ sư Đại Đức giảng nói rất tường tận cho chúng ta nghe. Chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Cái gì là nghiệp cũ? Trước khi nghe được Phật Pháp tạo ra nghiệp, hoặc giả là trước khi chưa chân thật nhận được đối với Phật Pháp tạo ra nghiệp, cái nghiệp này có thể mang. Không thể nói hiện tại bằng một mặt học Phật là một mặt niệm Phật, một mặt tạo nghiệp, đều có thể mang đi. Bạn đi tra hết kinh luận, Phật không hề có cách nói này, Tổ sư Đại Đức không có cách nói này. Dạ nhất không nên hiểu lầm. Khi vừa hiểu lầm thì thật là tai hại. Vô lượng kiếp đến nay, một cơ hội hy hữu khó gặp, hiện tại chúng ta gặp được. Do bởi hiểu lầm này để cho cơ hội này bị lỡ qua, bạn nói xem có đáng tiếc không? Sáng sớm hôm nay, tôi khuyến khích các đồng tu nhất định phải chân thật phát tâm y giáo phụng hành.
Tổ sư Đại Đức xưa nay dạy chúng ta thì giới niệm Phật. Giảng sanh mới nắm được phần. Phật ở trong kinh này rất là xem trọng đối với trì giới niệm Phật. Bạn xem kinh này, từ phẩm 32 đến phẩm 37, văn tự nhiều đến như vậy, đều dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Phẩm 32 đến phẩm 37, nội dung chính là nói năm giới mười thiện. Bạn thấy Phật đích thực rất từ bi, đem tiêu chuẩn tu học của chúng ta giáng xuống đến mức thấp nhất, năm giới mười thiện. Năm giới mười thiện đều không thể thọ trì. Các vị phải nên biết, trong sáu cõi đời sau muốn có lại được thân người cũng không có được. Mà làm sao có thể đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật? Làm gì có cái đạo lý này? Năm giới mười thiện tại sao không làm được? Việc thứ nhất là chính mình từ vô thị kiếp đến nay phiền não tập khí quá nặng. Bạn phải giác ngộ, phải đem những phiền não tập khí này bỏ hết. Niệm Phật đường, niệm Phật, mỗi niệm phải quán tỉnh tự tánh, mỗi niệm phải cầu A-di-đà Phật, chư Phật Như Lai gia trì. Giúp chúng ta thức tỉnh từ trong tập khí phiền não, đưa ra một quyết tâm lập đại chí. Từ đây về sau vĩnh ly phiền não. Bạn phải thật làm. Trong thuận cảnh không khởi tâm tham, trong nghịch cảnh không khởi sân hận. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Cái cảnh giới này như thế nào vậy? Phật ở trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bài kệ sau cùng trong Kinh Kim Cang, chúng ta là người tịnh độ cũng không thể nào xả bỏ. Phải thường hay nhớ lấy, tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Bạn mới có thể hàng phục được phiền não. Nếu như tùy thuận phiền não, chính là tùy thuận ba đường ác, chính là tùy thuận luân hồi. Vậy thì được hay sao? Tùy thuận giáo huấn của Phật, liền có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái cơ hội này không dễ gì gặp được. Cư sĩ Bạn Tế Thanh nói, nhân duyên hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta rất may mắn ngay trong đời này gặp được. Gặp được, nếu không thể nắm lấy, chẳng phải là luống qua hay sao? Sau khi luống qua, lần sau gặp lại được thì phải đến vô lượng kiếp sau. Chỗ này nói rõ, cái cơ hội này rất là khó được. Gặp được cái cơ duyên này thì chính là vĩnh thoát luân hồi. Ngay trong một đời này có thể cơ hội viên mãn bồ đề. Bạn nói xem, cơ hội này đến nơi đâu mà tìm? Thật là hy hữu. Tại vì sao bạn có thể thoái tâm? Tại vì sao bạn có thể đọa lạc? Bạn không nhận biết rõ ràng đối với cái cơ duyên này, cho rằng loại cơ duyên này là rất bình thường, không gì hiếm lạ.
bạn không biết trân trọng. Lỗi chính ngay chỗ này. Nhân tố thứ hai, cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Sức mê hoặc của nó quá to lớn. So với thời xưa, nhiều hơn đến gấp trăm ngàn lần. Chúng ta có sức mạnh gì có thể kháng cự lại với những mê hoặc này? Đại đức xưa ở vào xã hội ngày trước thuần phát, thậm chí đến vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật ở trên kinh giáo dạy bảo người tu hành phải chọn lấy một hoàn cảnh thanh tịnh, xa lánh ồn náo, phải cách xa những nơi náo nhiệt. Nhà Phật gọi là ở nơi A Lan Nhã. A Lan Nhã là ý gì vậy? Nơi không có ồn náo xen tạp gọi là A Lan Nhã. Vào thời xưa ở trong nông thôn làm ruộng đều phải nhờ vào sức trâu để giúp đỡ. Âm thanh của trâu kêu rất to. Nơi người tu hành cư ngụ ở nông thôn mà tiếng trâu kêu cũng không nghe được. Lấy cái này để làm tiêu chuẩn. Cho nên bạn thấy Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đây là việc sau khi Phật diệt độ đến 1000 năm, Thánh giáo mới truyền đến Trung Quốc. Những thiện tri thức Trung Quốc cổ đại, các tổ sư đại đức này, họ đã xây dựng đạo tràng, tự miếu am đường, đều là ở trong sơn lâm, cự ly cách nông thôn gần nhất chí ít cũng phải có đến 3 dặm đường. Đạo tràng lớn đều là xây dựng ở trong núi sâu. Đạo lý gì vậy? Tận khả năng né tránh các loại mê hoặc của xã hội, để phàm phu chúng ta có thể giữ được tâm thanh tịnh lâu dài. Đạo lý chính ngay chỗ này. Hiện tại thì khó. Thông tin phát triển, giao thông thuận tiện, gần như không còn cách nào tránh khỏi hoàn cảnh mê hoặc. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm thế nào có thể giữ gìn chính mình? Chúng ta chính mình ngay một đời này có thể thành tựu hay không? Then chốt chính ngay chỗ này. Nhất là hiện tại, vi tính rất phát triển. Các đồng tu tại gia, rất nhiều gia đình hiện tại đều có vi tính. Một thế kỷ, vi tính là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mỗi một người. Mà còn có thể mang theo bên mình, mỗi giờ mỗi lúc đều ở bên cạnh bạn. Nó có thể hiển hiện cho bạn toàn thể cả thảy tin tức trên thế giới đều ở trong đó. Nội dung của những tin tức này mê hoặc bạn đại khái chiếm 99.9%. Để bạn xem thấy sanh tham sân si mạng. Vi tính có phải là thứ tốt không? Tôi thấy không phải là thứ tốt. Tôi thấy vi tính là yêu ma quỷ quái. Mà còn phải kết giao bạn bè với nó, bạn mỗi giờ mỗi phút không rời xa nó. Không luận là đến nơi nào,
Chỉ cần bạn mở ra thì bạn liền bị mê hoặc. Bạn nói xem có phiền não hay không? Ngày nay chúng ta giảng kinh như vậy, chút tin tức này cũng để ở trên vi tính. Đó là 0.0001%. Thật là quá ít. Thế nhưng cũng có người có thiện căn, thỉnh thoảng phát hiện ra, gặp được. Họ phải có thiện căn, cái điểm nhỏ này cũng có thể giúp cho họ, giúp cho họ giác ngộ, giúp cho họ quay đầu. Các vị phải nên biết, thế gian ngày nay có tai nạn lớn. Nếu bạn muốn hỏi tai nạn đến từ chỗ nào, đương nhiên tai nạn là tất cả chúng sanh tạo ác nghiệp đã tích lũy từ vô lượng kiếp mà ra. Tích lũy là nhân. Nhưng nếu không gặp được duyên, không thể hiện được quả báo. Vậy chúng ta muốn hỏi, duyên là gì vậy? Duyên là truyền hình, vi tính. Là ác duyên. Vừa rồi, có một cư sĩ ôm một đứa bé đến thăm tôi. Đứa bé vẫn còn rất nhỏ. Ông hỏi tôi, làm thế nào có thể làm cho trẻ nhỏ minh tâm kiến tánh? Vậy thì quá khó. Nếu mà biết được trẻ nhỏ hiện tại, chúng chỉ cần mở truyền hình ra, chúng tự mình biết mở, ngày ngày xem tiết mục của truyền hình, 2-3 tuổi liền bị những tiết mục trong truyền hình ô nhiễm rồi, thì chúng làm sao có thể khai ngộ được? Hiện tại rất nhiều cha mẹ trong gia đình tôi thường hay gặp, rất là cảm thán, con cái không nghe lời cha mẹ, học trò không nghe lời thầy. Tại vì sao ngày trước con cái nghe lời cha mẹ, học trò nghe lời thầy cô giáo, tại vì sao hiện tại không nghe? Đều là bị truyền hình dạy hư. Cơ hội chúng tiếp xúc giáo dục của truyền hình vượt qua giáo dục của cha mẹ. Tiết mục trong truyền hình diễn ra là cái gì? Yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải tìm ra những nhân tố này. Các vị hiện tại ở trong gia đình, trong nhà bạn không có truyền hình có được không? Bạn không có truyền hình, trẻ con của bạn liền chạy sang nhà hàng xóm, chạy đến nhà khác để xem, liền đi ra ngoài rồi, không còn ở nhà. Bạn nói xem việc này có phiền phức hay không? Có mấy người chân thật giác ngộ, người chân thật biết quay đầu, người chân thật có thể khống chế được phiền não tập khí của chính mình. Loại người này hiếm có. Loại người này vào ngày nay mà nói, đó chính là người tái sanh, không phải người phàm. Họ chân thật là đến để cứu độ thế gian kiếp nạn. Chính họ thì nhất định y theo Phật Pháp tu học, nhất định y theo Kinh Vô Lượng Thọ. Đây không phải chúng ta riêng khen Kinh Vô Lượng Thọ. Cảnh giới trong các kinh luận khác đều quá cao. Mức độ yêu cầu quá cao. Người hiện tại đích thực không làm được. Kinh Vô Lượng Thọ, mức độ yêu cầu chúng ta thì rất thấp, không có đâu thấp hơn so với đây. Bạn xem, trên hành trì chỉ cần yêu cầu chúng ta 5 giới 10 thiện. Đạt đến mức độ thấp nhất, trung thực niệm Phật, bổn kinh 3 bậc giảng sanh. Một câu quan trọng nhất, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cái gì gọi là phát tâm Bồ Đề? Chúng ta khởi tâm động niệm đều có thể tương ưng với giáo huấn của kinh này. Cái tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề.
ở trên kinh Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Chúng ta trung thực, thành thật mà làm. Vậy chúng ta không được làm, chúng ta quyết định không phạm cái lỗi lầm này. Đây gọi là y giáo phụng hành. Đây gọi là phát tâm bồ đề. Cho nên tâm bồ đề ở quyển kinh này giảng rất là cụ thể, là tất cả chúng sanh ở vào thời đại này của chúng ta, người người đều có thể tiếp nhận, đều có thể làm đến được. A-di-đà Phật vì chúng ta làm tăng thượng duyên. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai cũng vì chúng ta làm tăng thượng duyên. Không có một vị Phật nào không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật là nguyện vọng của mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta xem thấy trong quyển kinh này, trong tiểu bổn Kinh Di Đà nói càng rõ ràng hơn. Cái đoạn này là nguyện phổ văn. Phía sau câu này, A-di-đà Phật bình đẳng, phổ biến, tiếp thọ tất cả chúng sanh, chư thiên nhân dân, cập quyên nhu loại. Câu này viên mãn, đầy đủ bao gồm chúng sanh sáu cõi. Trong chúng sanh sáu cõi, các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, không bao gồm vô sắc giới. Vì sao vậy? Trong cõi trời vô sắc giới không có Phật nói Pháp. Nhà Phật thường nói tam độ bát nạn. Trời vô sắc giới là điều thứ nhất, tám nạn, trời trường thọ. Ở đây không có Phật Bồ Tát ứng hóa đến. Thọ mạng của họ tuy là dài, không nghe được Phật Pháp. Thọ mạng đến rồi vẫn là phải tiếp tục đọa vào sáu cõi luân hồi. Chúng ta không thể không biết. Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa từ chỗ nào? Từ nơi trời tứ thiền đến địa ngục A Tỳ. Trời sắc giới, trời dục giới, trong sáu cõi này đều có chư Phật Bồ Tát thường khi ứng hiện ở trong đó. Hai câu phía sau này thật là cừ thôi. Xem thấy hai câu này mới biết được tịnh độ siêu thắng. Mười phương cõi nước chư Phật đều không thể so sánh. Lai sanh ngạ quốc tức tác Bồ Tát. Chúng ta ở đề kinh đã giới thiệu qua với các vị. Kinh này là dạy chúng ta bình đẳng thành Phật.